tính diện tích cái phần hình màu xanh này nghe không? Nhìn kỹ nha. Diện tích hình màu xanh này có phải bằng diện tích của hình này là hình gì vậy Ti? Hình chữ nhật. Thì hình chữ nhật sẽ bằng lấy chiều dài nhân chiều chiều rộng là bao nhiêu? 17 nhân 9 trừ đi hình gì vậy Ti? Hình thang cân. Đúng rồi, chốt chỗ này chưa? Trừ đi hình thang cân chốt chưa? Rồi, hình thang cân này cái này bao nhiêu Ti? 3. Cái đoạn này nhiêu Ti? Không biết nè, chậm nè. Đoạn này nhiêu? 17. Trừ đoạn này nhiêu? Với đoạn này nhiêu? 4. Vậy còn nhiêu? 9. Chốt chỗ này chưa? Tiếp tục cái chiều cao cái Ti. Chiều cao cái đoạn này với đoạn này cộng lại có phải bằng đoạn này không? Đoạn này cộng với đoạn này có phải bằng đoạn này không? Có hiểu chỗ đó không? Vậy cái đoạn này có phải bằng đoạn này cộng hay trừ đoạn này? Trừ. Trừ đi, lấy 9 trừ mấy? Trừ 5. Ra mấy? Ra 4. Chốt chỗ này chưa? Tiếp tục. Hình này hình gì Ti? Hình thang cân. Hình thang cân thì bằng diện tích hình thang cân bằng đáy bé cộng đáy lớn thì tất cả nhân. Nhân hàng. Nhân. Nhân chiều cao chia hàng. Nhớ công thức giùm. Vậy diện tích của cái hình này nha thì bằng diện tích hình gì? Hình chữ nhật. Chữ nhật trừ đi diện tích hình gì? Thang cân. Hình thang cân. Kịp không? Kịp.